Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thành phố Kursk, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Tây Nga, chỉ cách khu vực lực lượng Ukraine đang tấn công chưa đến 50 km. Chiến dịch của Ukraine bắt đầu từ tháng 8 với tuyên bố buộc người Nga nếm trải những gì dân Ukraine phải chịu trong 2 năm rưỡi qua. Vào ban ngày, nhịp sống của người dân Kursk dường như không bị ảnh hưởng. Các tuyến phố vẫn đông đúc trẻ em chơi đùa ở đài phun nước, tận hưởng những ngày cuối mùa hè. Các nhà hàng, quán cà phê đều kín chỗ. Còi báo động vang lên. Dù là nhiều lần trong ngày, cũng không khiến ai phải vội chạy đến những hầm trú bom bằng bê tông mới xây dựng để ẩn náu. Nỗi lo sợ chỉ bao trùm người dân Cus khi đêm xuống. Họ phải cố chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng nổ vang lên mỗi lần hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu. Một người phụ nữ cao tuổi nói, tôi rất lo, tôi thức giấc liên tục và cảm thấy tồi tệ. Giới chức nga được cho là đang thúc đẩy hình ảnh ban ngày của Kursk, một thành phố nhịp sống vẫn bình thường, kiên cường trước mối đe dọa từ Ukraine. Nỗ lực này bao gồm đẩy nhanh cuộc bầu cử địa phương để chọn tân lãnh đạo tỉnh Kursk. Giai đoạn bỏ phiếu sớm nhất bắt đầu ngày 28 tháng 8 và thời gian bầu kéo dài đến ngày 8 tháng 9. Các điểm bỏ phiếu đều có hầm trú bom. Giới chức bầu cử cũng đến từng nhà cử tri để nhận phiếu từ những người không thể hoặc không muốn ra ngoài. Trước đó, cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới nga đã bộc lộ sự quá tự tin của các quan chức Nga ở khu vực biên giới. Nhiều người địa phương tố chính phủ Nga đã đánh giá thấp cuộc tấn công của Ukraine và cung cấp cho họ những thông tin không chính xác về các mối nguy. Trong khi đó, một người làm việc tại Bảo tàng Khảo cổ học Kursk cho biết, ông ban đầu không ngờ đến quy mô chiến dịch tấn công vào biên giới Nga của Ukraine. Ông này đánh giá, tiếng ồn từ máy bay không người lái, drone, máy bay phản lực và tiếng pháo là chuyện bình thường, khi khu vực làng Gochevo trong hai mùa hè qua đã chứng kiến nhiều hoạt động tương tự. Ông nói, các báo cáo của các quan chức không cho thấy cuộc tấn công này là một mối đe dọa. Chúng tôi không thể biết được tình hình rõ ràng. Chúng tôi chỉ quyết định rời đi sau khi nhìn thấy người dân địa phương đã được sơ tán khỏi đó và họ bảo chúng tôi đi cùng. Lệnh sơ tán chính thức khỏi khu vực Kursk được ban bố một ngày sau phát động cuộc tấn công. Nhiều người dân ở Kursk, đổ lỗi cho chính phủ và truyền thông nhà nước Nga đã không thông báo rõ ràng cho họ về nguy cơ cho các mối nguy hiểm chết người. Người dùng Nelly Tikhonova Viết trên trang web V-Contact Tôi thậm chí không biết bây giờ mình ghét ai hơn Quân đội Ukraine đã chiếm đất của chúng ta Hay chính phủ của chúng ta đã để điều này xảy ra Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Ông Oleksandr Sitsky cho biết Chiến dịch Kursk đã gây chuyển hướng một số lượng lớn binh sĩ Hiện tại chúng tôi có thể khẳng định rằng khoảng 30.000 binh sĩ Nga đã được tái triển khai theo hướng Kursk và con số này đang tăng lên. Ông Sitsky cho biết, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công ở khu vực Kursk là chuyển hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi các khu vực khác. Ông cho hay, điều này chủ yếu liên quan đến các hướng Pokrovsk và Kurakove. Tất nhiên Nga hiểu điều này, vì vậy họ đang tập trung các nỗ lực chính của mình vào hướng Pokrovsk, nơi Nga tập trung các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất. Theo tướng Sitsky, Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các khu vực khác đến bổ sung cho vùng Kursk. Cùng lúc đó, quân đội Nga đang tiến gần Chachovya, Toresk, Bokorosk và Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Tướng Sitsky cũng thừa nhận, chiến dịch của Ukraine đột kích tỉnh Kursk của Nga là một chiến dịch có nhiều rủi ro nhằm buộc Moscow phải chuyển hướng lực lượng khỏi khu vực then chốt ở tiền tuyến. Nhưng Nga đã không mắc bẫy. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zirokhov thể hiện cái nhìn khá bi quan về tình hình đôi nhét trong một bài phát biểu trên đài phát thanh NV Ông thừa nhận đã có những thay đổi không có lợi và hệ thống phòng thủ ở một số nơi đã bị phá vỡ. Ông nói mình bị bất ngờ khi quân đội Nga quyết định không dốc toàn lực bảo vệ vùng Kursk mà vẫn tập trung lực lượng đến mặt trận Pokrovsk và Donbass. Chuyên gia này dự báo rằng nếu không có hoạt động phản công nào từ phía Ukraine trong những tuần tới, tiền tuyến ở đó có thể sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Ông cũng đề cập rằng tình hình gần Rabotino, tỉnh Zaporizhia và Vuleda, tỉnh Donetsk cũng khó khăn tương tự và lãnh đạo quân đội Ukraine phải có hành động khẩn cấp trong những ngày tới. Bên cạnh đó, tờ Financial Times đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải hứng chịu hàng loạt chỉ trích của các binh sĩ. Theo tờ báo của Anh, do Ukraine đột kích vào vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng, vốn liên quan tới việc tái triển khai hàng nghìn binh sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nhất của nước này nên các lực lượng đang chiến đấu ở Donetsk bị kéo căng và phải vật lộn để giữ vững vị trí. Các chuyên gia quân sự khác, bao gồm cả những người trong nhóm Deep State, được cho là có quan hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã mô tả tình hình ở tiền tuyến là hoàn toàn hỗn loạn. Họ tuyên bố rằng lực lượng Nga đã tiến nhanh hơn trong khu vực kể từ khi Kiev đột kích vào vùng Kursk của Nga so với những tháng trước đó. Quân đội Kiev cũng bày tỏ sự thất vọng của họ đối với ông Zelensky và các chỉ huy một quân nhân được FT trích dẫn nói rằng anh ta chưa bao giờ thấy điều gì như thế này và rằng mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh. Không ngoài lo ngại của giới phân tích, hôm 31 tháng 8, quân đội Israel tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến cường độ cao trên nhiều mặt trận. Trong đó, hoạt động trấn áp quân sự tại khu bờ Tây đã bước sang ngày thứ tư, ác liệt hơn và chưa có dấu hiệu sớm dừng lại. Theo các nguồn tin khu vực, hoạt động quân sự của israel tại bờ tây hôm qua tiếp tục tập trung vào thành phố jenin và các vùng phụ cận ngoài lực lượng bộ binh hùng hậu có xe tăng thiết giáp và máy ủi hạng nặng yểm trợ quân đội israel còn triển khai máy bay chiến đấu và máy bay không người lái hỗ trợ hỏa lực cho các cuộc tấn công vào thành phố phía bắc khu bờ tây này đặc biệt tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ israel idf trung tướng herji halevi hôm qua đã trực tiếp tới jenin để đánh giá tình hình và khích lệ binh sĩ tham gia chiến dịch một số nguồn tin ả rập cho biết nhiều khả năng quân đội Israel sẽ mở rộng hoạt động tấn công tại khu bờ Tây, có thể bao gồm cả các thành phố và trại tị nạn khu vực trung tâm và phía nam khu bờ Tây trong những ngày tới. Còn tại giải Gaza, bất chấp việc hoạt động tiêm phòng bại liệt cho trẻ em Palestine tại đây đã chính thức được triển khai, quân đội Israel hôm qua vẫn thực hiện nhiều cuộc không kích và tấn công bộ binh vào một số khu vực khác nhau ở Gaza. Trong đó, máy bay chiến đấu Israel bắn phá một tòa nhà ở thành phố Gaza theo chỉ điểm của lực lượng trinh sát. Tại thành phố Rafah, cực nam Gaza, bộ binh Israel tấn công nhiều địa điểm chứa vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng Hamas. Tại mặt trận phía Bắc, không quân và pháo binh Israel thực hiện nhiều cuộc bắn phá vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Trong đó có một tòa nhà thuộc khu vực Makaba. Ở chiều ngược lại, Hezbollah triển khai ít nhất một máy bay không người lái mang thuốc nổ tấn công một địa điểm gần khu dân cư Beit Hilay ở phía bắc Israel. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào nhưng khiến còi báo động vang lên tại hàng loạt khu dân cư và thị trấn thuộc khu vực lòng chảo Galilee. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, tình hình xung đột tại Gaza và dọc biên giới Israel Liban trong ngày hôm qua đã hạ nhiệt đáng kể so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, cả hai mặt trận này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao do quân đội Israel đang duy trì một lượng lớn binh sĩ và vũ khí tại đây, sẵn sàng cho việc đẩy mạnh trở lại hoạt động tác chiến bất kỳ lúc nào. Truyền thông Israel vừa đưa tin, một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yohab Galan đã xảy ra tại cuộc họp nội các an ninh Israel. Căng thẳng dâng cao đến mức Thủ tướng Netanyahu giận dữ đập tay xuống bàn. Theo tờ The Times ở Israel, tranh cãi nổ ra xoay quanh kế hoạch duy trì hiện diện của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia dọc biên giới giải Gaza với Ai Cập. Trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin đang được đàm phán. Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị nội các an ninh bỏ phiếu thông qua các bản đồ do quân đội vẽ ra liên quan các khu vực mà binh sĩ sẽ được triển khai vị bộ trưởng giải thích tầm quan trọng của việc đạt thỏa thuận không chỉ giúp giải cứu con tin mà còn giúp giảm căng thẳng khu vực giúp quân đội chấn chỉnh đội ngũ và chiến lược nếu không có thỏa thuận quân đội israel sẽ bị sa lầy tại gaza làm gia tăng căng thẳng tại khu vực ông galan nói ông đang tự mình điều hành cuộc đàm phán từ khi nội các chiến tranh bị giải tán các nhà đàm phán vẽ ra bản đồ như ông muốn nhưng họ có quan điểm khác ông netanyahu sau đó đập mạnh tay xuống bàn và yêu cầu bỏ phiếu ngay lập tức dù tổng tham mưu trưởng quân đội Herji Halevi cũng bày tỏ sự phản đối. Ông Halevi nói, quân đội sẽ biết làm thế nào để đến và đi khỏi hành lang Philadelphia vào thời điểm cuối của 6 tuần đầu tiên của đợt ngừng bắn. Sau đó, nội các an ninh Israel đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực hành lang Philadelphia như một phần của thỏa thuận tiềm năng với phong trào Hamas về việc thả con tin và ngừng bắn. Một quan chức Israel giấu tên cho biết, 8 bộ trưởng đã nhất trí duy trì quyền kiểm soát quân sự của Israel dọc hành lang Philadelphia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Galan bỏ phiếu chống, trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir bỏ phiếu trắng. Hiện các điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian, bao gồm sự hiện diện của Israel tại hành lang Philadelphi, một giải đất hẹp dài 14,5 km. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kiên quyết duy trì quân đội nước này ở đây. Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng này chỉ đàm phán về lệnh ngừng bắn dựa trên các đề xuất hồi đầu tháng 7 của Tổng thống Mỹ Joe Biden.